Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin mời vị chung cùng với chúng tôi chấp ta lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư tinh ca mâu ni phật nam mô bổn sư tinh ca mâu ni phật vô thượng tâm tâm vi diệu pháp ba tiên và kiếm nạn nà yeah, kim kim văn đăng toàn tri nguyên giải những lai trợ tiệm nghiêm nà nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nà thưa quý vị hôm nay chúng ta uh, bắt đầu uh, học về hình trạng của chư Thánh Đại Đệ Tử của Đức Phật à, Chúng ta đã học qua à, sự tích à, lịch sử của Đức Phật à, Xong à, Cũng như là tóm tắt những cái giáo lý căn bản của Ngài Nên Thì à, à, Chúng ta sẽ học tiếp Về hình trạng của Ngài Ma Ca Diếp à, Là vì Đại Đệ Tử à, Hành hạnh đầu đà bậc nhất à, Của Đức Phật À, trong 10 vị à, đại đệ tử ha? ừ, thì chúng ta à, biết đó à, ngài à, đại ca diếp ngài có cái tên à, gọi là thường tịnh ca diếp à, để phân biệt rõ giữa ngài với những cái vị à, à, cũng có tên ca diếp khác như là tử nhân ca diếp à, khổ lâm ca diếp à, và thường uh, chúng ta gọi là ngài Makasipa tức là đại ca Diếp uh, và cũng có tên là Thường tịnh ca Diếp đó. À, thì như um, chúng ta biết ha, ngài là một cái nhân vật uh, rất là quan trọng uh, trong tăng đoàn đời Đức Phật còn tại thế và ngay cả uh, đến bây giờ cũng vậy. Uh, vì uh, sau khi Đức Phật ngài nhập Niết bàn thì hai vị đại đệ tử ngày Xá Lợi Phất và ngày Cùng Liên đã đã viên tịch trước à, khi mà Đức Phật nhập niết bàn, cho nên à, ngài, ngài Đại Ca Diếp mới được à, chư thánh à, à, xem coi là vì à, à, thay thế Đức Phật à, để hướng dẫn tăng đoàn nhưng mà vì à, Đức Phật ngài có nhấn mạnh trước khi mà ngài nhập niết bàn á là À, sẽ không có ai thay thế đức phật à, không có một vị tăng thống à, tất cả à, phật tử xuất gia tại giam đều phải y theo à, giới luật và y theo giáo pháp của đức phật à, nương vào đó mà làm thầy chứ không có một vị tăng thống nào thay thế đức phật à, nhưng đương nhiên do cái oai đức của ngài à, do À, sự hành trì miên mật à, của ngài à, và cũng như là ngài đã từng được đức phật à, chia nửa tòa ngồi và cũng đã từng trao à, à, đổi à, y à, và như là bên à, truyền thống thiền tông á, à, có nói là đức phật ngài truyền trao y bác cho ngài makajip à, cho nên vai trò của Ngài Ma Ca Diếp rất là quan trọng à, Từ trong thời Đức Phật còn tại thế Cho đến bây giờ cũng vậy Và chúng ta cũng biết ha, à, Theo à, à, sử sách ghi lại à, Kinh điển ghi lại đó à, Chính Ngài là cái vị mà Vẫn còn giữ cái y bác Của Đức Phật à, Và nhập định trong núi Kê Túc à, Để đợi cho đến khi mà Phật Di Lặc ra đời Ở Hội Long Hoa Thì lúc đó đó Như trong kinh uh, Di Lạc uh, Hải Sanh có nói đó Thì lúc đó Ngài Ma Ca Diếp mới xuất định Rồi mới Truyền trao lại y bác của Phật Thích Ca uh, Cho Phật Di Lặc Rồi sau đó Ngài mới thật sự là Nhập Niết Bàn Và ngay cả chính bây giờ ha, Ngài cũng vẫn còn đang nhập định nên cái vai trò, cái vị trí uh, của Ngài uh, rất là quan trọng um, trong tăng đoàn thời xưa và cho đến bây giờ cũng vậy. Um, uh, và đối với Ngài Ca Diếp, á, Ngài có nhiều cái đức hạnh tương đương với đức Phật. Uh, và Ngài có bảy tướng tốt um, trong số hai uh, tướng tốt của uh, một vị vua chủng đường Thánh Vương, cũng là một vị Phật. Đó. À, và Ngài tròn đủ 10 Đức Hạnh làm cho những người khác phải kinh tinh à, thì 10 Đức Hạnh đó đó như trong uh, Trung A hàm số 108 có nói đó là Đức hạnh của ngài là giới đức tinh khiết à, đạo học thâm uyên à, luôn luôn tri túc à, thuần thục trong các bậc thiền à, à, đạt nhiều thần thông có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, à, thiên nhĩ thông là có khả năng nghe xa, à, muôn dặm, không? À, có tha tâm thông nghĩa là đọc hay biết rõ à, tâm ý của người khác. À, có túc mạng thông là nhớ hết những kiếp trước của ngài. À, có thiên nhãn thông, à, có khả năng nhìn xa vạn dặm, thấy hết tất cả mọi loài. Dẫu vô hình hay hữu hình. Rồi một điều thứ 10 là thân tâm của ngài diệt tận hết tất cả phiền não. À, đắc quả A la hán à, không còn à, Sinh tử luân hồi nữa. Như tôi có trình bày đó, à, vì ngài vẫn còn đang nhập định à, trong núi Kê Túc à, đợi cho đến khi mà Phật Di Lặc à, Thì hiện à, ở cõi Ta Bà này ở dưới cầu Long Hoa đó. À, thì ngài mới truyền trao lại y bát của Phật thích ca cho Phật Di Lặc rồi sau đó ngài mới nhập niết bàn ha. À, Thì nói chung à, ngài Ca diếp á, là tượng trưng cho à, giới đức tròn đủ à, khổ hạnh bình bỉ và tinh tấn à, trong lĩnh vực thiền định cho nên lý do tại sao mà chưa thánh tăng à, cung thỉnh ngài À, làm vị chủ tọa trong lần kiến tập kiên điển lần thứ nhất à, ở một cái hang động gần thành Vương xá à, ba tháng sau khi mà Đức Phật Ngài nhập diệt à, à, đó là cái mùa an cư hạ lần đầu tiên đó ừ. và à, à, chúng ta cũng biết á, về, à, về sự xuất thân của ngài đó là ngài vốn xuất thân từ gia cấp Bà La Môn đó. À, và ngài cũng lớn tuổi hơn đức phật à, ngài sinh trong cái xứ Ma kiệt đà à, à, tại một làng gọi là à, giao lưu có nghĩa là đó là ngã tư của các trục à, lưu thông à, dân chúng ở khắp nơi có thể qua lại thường xuyên à, bằng đường bộ lẫn đường thủy à, ngài làm có một vị à, à, trưởng giả là vị giàu có À, tên là Kapila và à, mẹ của ngài tên là Sumada Devi sau à, sau khi mà à, sinh ra đó thì ngài được đặt tên là thường tịnh vì cái tánh khí của ngài luôn luôn lúc nào cũng yên tĩnh à, ngay từ lúc mà ngài lọt lòng à, và thân phụ của ngài cha của ngài đó vì à, giàu có ha À, nên được xem là một vị tiểu vương vì làm chủ à, trong một cái khu rất là rộng lớn hơn 16 ngôi làng à, và đương nhiên ngài được à, dạy dỗ à, lớn lên trong cái à, hoàn cảnh giàu sang Phú quý như thế à, thì chúng ta thấy đó không à, như quý vị mà đã từng à, đọc qua À, nhiều cái câu chuyện của các vị thánh tăng, các vị thiền sư đó à, khi mà các ngài um, vẫn còn nằm trong bụng mẹ đó thì cũng có những cái điềm lành. À, thì đây đối với uh, ngài ma cai um, à, ngài nằm trong bụng mẹ cũng được an nhiên và khi sanh ra, ha? À, à, từ lúc lọt lòng lúc nào cái tinh tấn của ngài cũng uh, thanh thản an lạc cho nên mới được đặt tên là thường tịnh chỗ đó, ừ. à, và à, từ đó đó à, mọi người xung quanh nhất là cha mẹ của ngài, bà con quyến thuộc của ngài mới nhận thấy có cái đức tính siêu phàm thế thoát tục à, từ ngài, à, ngài lúc nào cũng muốn biểu lộ à, sống cuộc sống xuất gia thanh tịnh. Cho nên đến tuổi trưởng thành mà ngài không có màn cưới vợ. À, khi mà cha mẹ của ngài thúc giục ngài à, lập gia đình thì ngài mới à, thưa với cha mẹ rằng đó là con chỉ muốn sống độc thân à, để mà sau này phụng dưỡng cha mẹ cho đến mãn phần rồi sau đó à, sẽ xuất gia. À, và nhưng mà đối với cha mẹ của ngài đó À, thì không có bằng lòng chỉ muốn con mình à, lập bề gia thế có vợ có con đàng hoàng Đó, nhưng mà vì thương cha mẹ cho nên ngài mới um, buộc lòng phải nhận lời à, và để mà kéo dài thời gian ngài mới nêu ra cái điều kiện á, là ngài chỉ cưới một cái cô vợ nào à, thật là hoàn hảo à, có những uh, tiêu chuẩn mà ngài đưa ra À, rất là nghiêm khắc uhm, như là à, ngài à, thuê một cái thợ điêu khắc đó tạo ra một cái tượng của người thứ nữ bằng vàng ròng rất là tuyệt đẹp đó rồi trên cái tượng vàng đó đó có những y phục lộng lẫy đồ trang sức à, à, quý giá nhất rồi ngài mới đem cái tượng đó đó à, trình với cha mẹ rằng nếu mà cha mẹ tìm được cho con một cái người cô gái này À, như thế này nè, như cái tượng này đó thì con sẽ cưới à, cô đó làm vợ và sẽ không có muốn xuất gia à, nghe như vậy đó à, thì cha mẹ ngài rất là mừng rõ cho nên mới tìm tám à, hương chức bà la môn à, nổi tiếng là mai mối à, biết hết dân chúng của, trong mọi vùng trong những vùng lân cận đó đó à, rồi mới đặt cái tiền thưởng cho họ À, yêu cầu họ à, đi khắp nơi để tìm ra à, cái cô kiều nữ này để cho à, con của mình à, thì à, tám vị bà la môn này á, vì quen biết rất là nhiều người à, trong những vùng lân cận á, à, mới biết đến cái vùng Mada là cái vùng đất à, mà có nhiều người làm thợ đúc vì họ có nhiều cái mỏ vàng có nhiều tiệm kim hoàng À, thì họ đến đó đó họ sẽ tìm à, những cái à, người mỹ nhân có thể là tương xứng với cái hình tượng mà ngài đưa ra à, và à, cuối cùng như là cái sự dự đoán thì à, những cái vị bà la môn này đó tìm đến một cái ngôi làng à, Sagala đó đó à, gặp một cô gái mà cái nét đẹp à, không có kém gì cái hình tượng vàng mà ngài Ca Diếp đưa ra đó đó, và cô này đó à, cũng sinh trong dòng bà la môn giàu có à, lúc đó cô này chỉ mới có 16 tuổi à, tức là nhỏ hơn ngày ca diếp 4 tuổi à, à, và à, theo tiếng pali đó à, dịch ra à, tiếng việt của mình là tên là mỹ hạnh à, thì cha mẹ của cô này sau khi mà nghe cái sự làm mai mối của tám vị bà la môn thì liền nhận lời à, rồi sau đó tám vị này à, quay về trình bày với cha mẹ của ngài ma ca diếp à, và thực sự cũng có sự trùng hợp là cô này cũng muốn à, xuất gia chứ không có muốn lấy chồng cũng muốn sống đời sống phạm hạnh à, và cả hai ha, ngài ma ca diếp và À, cô mỹ hạnh này đó, điều à, muốn có được sống phạm hạnh chứ không có muốn sống cuộc sống à, lập gia đình như người bình thường, à, cho nên à, à, sau khi mà ngài à, ca diếp đó, à, biết được là tám vị bà la môn đã tìm ra cái cô mà theo cái hình tượng đó đó thì à, ngài mới gửi cái lá thơ À, Ngài mới khuyến khích cái cô này đó Cô Mỹ Hạnh đó à, Là nên à, à, đi tìm người khác Để có lập gia đình à, Còn tôi chỉ muốn xuất gia mà thôi à, Thì cũng cái duyên Là đối với cô Mỹ Hạnh thì cũng vậy à, Cũng gửi cái lá thơ đến với à, Ngài Ca Diếp à, Cũng nói là Xin Ngài cứ một người vợ nào Để có một cái gia đình đàng hoàng Còn cô ta chỉ muốn à, xuất gia mà thôi đó, nhưng mà hai cái lá thư như vậy đó đều đến tay của hai gia đình hai bên rồi họ ừ, ừ, tráo cái hai lá thư đó bằng một cái lá thư ừ, ừ, nói về cái tình tứ ừ, tình thương yêu vân vân như người đời à, rồi cuối cùng ừ, ừ, theo cái sự sắp xếp ừ, là cô Mỹ hạnh được đưa về làm dâu của à, nhà gia đình của ngài và hôn lễ vẫn được cử hành nhưng mà sau khi mà hôn lễ cử xong á do hạnh nguyện của ngài với cô Mỹ Hạnh là à, không có muốn sống như cuộc đời vợ chồng bình thường đó, mà lúc nào cũng muốn giữ uh, cái hạnh thanh tịnh đó. nên uh, Thường uh, hỗ trợ nhắc nhở lẫn nhau giữ cái hạnh thanh tịnh đó uh, Rồi thời gian uh, lẫn nữa trôi qua thì từ từ uh, uh, Hai vợ chồng tuy rằng là sống trong căn nhà Nhưng không có uh, sống như người vợ chồng bình thường Cũng đều giữ cái hạnh thanh tịnh với nhau Rồi sau khi mà cha mẹ của... Uh, ngài ca diếp cũng như là cổ mỹ hành đã qua đời rồi đó, thì tất cả uh, tài sản uh, của cái đều thuộc về hai vị này, uh, hai vị này là trở thành vị trưởng giả uh, uh, lo cho những cái đất đai những tài sản thừa tự đó đó. Uh, nhưng mà uh, đối với ngài ca diếp thì ngài cũng quán chiếu được thêm những hình ảnh đau khổ uh, của chúng sanh uh, chung quanh mình. Uh, những hình ảnh mà người nông dân cài cấy ha? những hình ảnh của những sâu bọ ha? dung dế làm mồi cho chim chóc vân v và ngài cũng quán chiếu được cái cuộc đời là vô thường và người vợ cô mỹ hành cũng vậy cũng quán chiếu được cái sự vô thường đó đó rồi cuối cùng hai vị mới bàn với nhau thôi cho hết tất cả tài sản của cải ruộng vườn À, cho những người thân cho những người làm công của mình à, à, rồi sẽ à, xuất gia à, tìm đạo tìm các vị à, đạo sư không? thì à, à, quyết định như vậy đó à, thì à, à, ngài và người vợ à, Mỹ Hạnh đó thì cho hết tất cả của cải tài sản cho những người à, làm công cũng là người thân vân vân à, rồi à, đắp y và cầm bình bát uh, để mà đi khỏi uh, nhà để làm người xuất gia mà được xuất gia thì lúc đó là chưa có thực sự gặp bất cứ ai để mà uh, tôn làm thầy hết mà chỉ có ý định đi uh, xuất gia vậy thôi để không còn bị dướng liễu bị dính dấp vì uh, tiền bạc của cải uh, vì cái chuyện làm ăn buôn bán hay là chuyện thế tục uhm. à, chỉ muốn uh, sống cuộc sống À, phạm hạnh thân tịnh thôi, à, rồi à, nhưng mà à, vì à, à, ngài và người vợ mình đó là cô Mỹ Hạnh đó, tuy rằng đã à, đắp y à, à, cầm bình bát nhưng mà à, người ta sẽ à, có cái sự dị nghị, à, 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 làm tại sao mà đã bỏ à, tài sản của cái rồi À, lại có đi chung với nhau, đi cũng như là người vợ người chồng như khi xưa. cho nên để tránh cái sự dị nghị đó đó, đó thì uh, ngài ma ca diếp ngày mới nói với người vợ mình là cô uh, mỹ hạnh đó, uh, nếu uh, mà cô cứ theo ta như vậy đó, uh, thì người đời sẽ dị nghị thì thôi. Uh, bây giờ mỗi người đi mỗi hướng, uh, rồi uh, tìm cầu đạo giải thoát. Uh thì à, à, do đó mà người vợ của ngài đó cô mỹ hạnh cũng đồng ý rồi à, mỗi người đi à, ở mỗi hướng à, 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 từ đó đó à, về sau đó à, mỗi người tự đi tìm à, thầy ha tìm đạo giải thoát cho mình nhưng mà vì cái hạnh thanh tịnh của hai vị quá à, làm À, cao cả đó, cho nên cái quả điều cầu nó rung động à, vì oai lực đức hạnh à, à, bất khả tư nghi của à, hai vị này, à, thì à, 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 nữ đạo sĩ Mỹ hạnh tức là vợ trước của à, ngài á, thì à, đi từ từ đến thành xá vệ, thì lúc đó đó à, cô ta được nghe nhiều bài pháp của Đức Phật à, thuyết tại à, tỉnh xá Kỳ Viên nhưng về lúc đó đó thì chưa có tăng đoàn à, chưa có ni chúng ha, à, tăng đoàn cho ni chúng à, cho nên à, à, bà phải tạm cư một cái tu viện của những người đạo sĩ khác thì có lẽ là à, theo um, kỳ na giáo đó, là loại thể đó ừ, thì cái tu viện đó kết Tình xá kỳ viên không có xa và bà ta thường đến uh, uh, nghe phật giảng pháp cho đến khi mà uh, ni chúng được đức phật uh, um, cho phép thành lập từ lúc đó đó bà ta mới được xuất gia thực thụ uh, Thọ giới tỳ kheo ni uh, rồi chẳng bao lâu sau do sự tinh tấn tu tập cho nên À, bà chứng quả là hán và à, à, đối với à, 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 bà à, mỹ hạnh à, vì à, hán như vậy đó hàng ngày à, à, tập trung vào cái sự dạy dỗ hướng dẫn à, những vị à, ni hay là những người nữ À, trong cái việc mà giữ giới hành hay là sự tu tập thiền quán à, um, à, cũng trong kinh điển ha, trong giới luật có liên hệ đến à, những cái trường hợp à, à, mà bà đã à, khuyến tấn ha, nhắc nhở những vị ni mà phạm giới đó mà từ đó Đức Phật ngài mới chớ ra những giới pháp thì à, um, và cũng uh, có những cái câu chuyện uh, bà ta là nạn nhân của sự ganh tị bởi những cái vị tỳ kheo ni khác uh, vì uh, vị tỳ kheo ni này có những cái ác tâm đối với ngài ca-diếp uh, đó là tỳ kheo ni um, thu-lan-na-đàm uh, một vị có cái trình độ uh, kiến thức sâu rộng có tài thuyết pháp nhưng uh, vì cái tâm còn phàm phu còn phàm tục cho nên uh, không có chuyển hóa được chưa có chuyển hóa được cái tâm ganh ghét à, uh, Làm có câu chuyện á uh, 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 vì cái sự ganh ghét đó đó cho nên uh, uh, tỳ kheo ni An đà này đó uh, uh, dẫn một nhóm đệ tử đi tới đi lui uh, tụng kinh lớn tiếng gây động uh, trước cái thất của um, bà thánh mỹ hạnh này nên kết quả đó là đức phật uh, mới quả trách và chế là những điều luật uh, liên quan đến cái sự làm ồn như vậy đó à, và um, cũng có một lần khác đó thì uh, Kheo ni Nanda này đó vì cái tâm ganh ghét nhưng không có xếp đặt cái chỗ trú ngụ ổn định uh, cho thánh ni mỹ hạnh này à, do đó mà bà không có cái chỗ ở đàng hoàng à, vì à, bà đã chứng thánh quả a la hán cho nên bất cứ sự ngược đãi nào của bất cứ ai cũng không có làm cho tâm của bà à, bị lợi vọng động và ngược lại bà cũng khởi cái tâm từ bi à, vô bờ bến đối với cái vị tỳ kheo ni mà ganh ghét với bà tam và cũng như là khuyến khích À, người khác nghe giảng pháp từ um, cái vị tiểu kheo ni uh, thulana đà cái người mà khởi tâm ganh ghét uh, bà ta, uh, ta đó ha và chính uh, đức phật cũng nhiều lần uh, xác nhận là vị thánh ni mỹ hạnh này đó là bậc đã đạt được túc mạng thông uh, tức là nhớ được những cái đời tiền kiếp của mình uh, cũng như là của chúng sanh uh, rồi, uh, và um, À, trong những cái câu chuyện là thúc sanh chuyện là chuyện tiền thân à, Của những đệ tử Đức Phật á Rồi cũng có ghi lại rất là nhiều câu chuyện về Thánh Ni Mỹ Hạnh này à, Và à, cũng đều nói đa số à, những cái kiếp quá khứ đó đó Bà đều có cộng nghiệp à, vợ chồng với tiền thân của Ngài Ma Ca à, Thì có những câu chuyện như vậy là trong một đời Đức Phật à, quá khứ thiện ra đời đó là Phật Ca à, Diếp à, thì à, tiền thân của Ngài Ca Diếp cũng là bà Mỹ Hạnh này cũng à, sanh làm đôi vợ chồng à, nhưng mà rất là cùng nghèo khổ à, họ nghèo khổ đến nỗi mà cả hai à, không có tiền để mà mua à, áo quần mà chỉ có một mảnh vải che thân thôi đó chúng à, tôi nghĩ cũng có một số phật tử đã đọc những câu chuyện này đó thì hãy mà người chồng đi ra ngoài á, làm thuê làm mướn kiếm ăn thì người vợ phải ở nhà chịu lõa lồ ẩn thân trong chồi lá à, còn khi vợ mà ra đồng gánh nước á, hay rau thì người chồng phải à, ở trong nhà không dám gặp ai cả à, vì gia sản của họ chỉ có một cái tấm vải che thân cho nên à, người đời khi xưa đó lúc đó đó gọi là vợ chồng chỉ có một cái khố tức là cái một tấm vải che thân nữa đó à, nên đối với chúng ta ha, không thể nào mà tưởng tượng được là hai vợ chồng mà chỉ có một cái tấm vải che thân thôi ha à, có những người nghèo khổ ít nhiều gì cũng có quần áo mặc ha à, và à, vì à, trong những đời tiền kiếp đã từng à, tạo nghiệp xấu cho nên hai vị này À, trong cái thời đó đó mới chịu cảnh khổ như vậy à, nhưng mà nhờ cái sự mà đùm bọc với nhau thương với nhau cho nên họ mới chịu đựng cái cuộc sống nó khổ đau như vậy khổ cực như vậy à, nhưng mà có cái duyên lớn đó là hai vị này sanh ra cái thời à, phật ca Diếp ra đời à, và họ thay phiên nhau À, để mặc cái vải đó để đi thì đến nghe Phật giảng pháp à, thì sau khi mà nghe à, Đức Phật à, Vipassana thuyết pháp về cái phước báo của sự dân y đó à, thì người chồng à, muốn phát tâm bố thí nhưng mà nhìn lại mình không có một cái vật gì cả ngoài cái biến giải mà che thân à, của vợ của mình. À. À, nếu mà bố thí rồi đó thì họ lấy cái gì mà để che thân để mà nghe pháp hay là đi làm à, gánh mướn để mà có tiền à, sinh sống à, nếu mà à, cúng dường cái à, miếng vải đó đó là chính bản thân à, của vị này người chồng đó cũng không có cách nào mà đi ra ngoài để làm mướn kiếm ăn à, nhưng mà cuối cùng á À, à, vị này mới về bàn với vợ à, để coi à, à, người vợ có đồng ý hay không nhưng mà khi khởi à, tưởng cái sự suy nghĩ đó đó thì rất là sợ người vợ không có đồng ý à, nên, nhưng mà à, cuối cùng đó, cái người chồng mới nói rằng cái phúc à, đức mà cúng dừng cho một vị phật đó, thì không thể nào nghĩ bàn mình phải chuyển hóa cái tâm ích kỷ thì nhờ đó đó mình mới tăng trưởng công đức Phước báo thì ngay lúc đó đó vị này mới quyết định là phải cúng dường cái cái miếng vải che thân của vị này và người vợ thì trong lúc mà có cái tâm dũng mãnh như vậy đó thì mới khởi cái tâm vui sướng là chiến thắng được cái tâm lôi sợ rồi sợ là nếu mà cúng dường cái miếng vải um, che thân như vậy đó không có gì để che thân đi làm nhưng mà biết được cái công đức phước báo cúng dường của một vị phật cho vị phật rất là lớn cho nên mới quyết định như vậy à, nên lúc đó vị này đó à, ngồi trong chúng hội đó mới nói câu là ta thắng rồi ta thắng rồi thì lúc đó đó nhà vua cũng có mặt à, trong cái buổi nghe pháp đó À, nhưng mà vì à, à, cái tiếng la của anh chàng này đó anh chàng nhất khố này đó à, la rất là lớn à, nên tất cả đại chúng à, cũng nghe à, trong đó có nhà vua à, nên nhà vua nghe như vậy mới sai à, à, quan quân ha, quân lính ha à, tới à, kêu cái người này đến gặp nhà vua à, hỏi là chỗ đức phật đang thuyết pháp là nơi tôn nghiêm mà tại sao anh lại dám lớn tiếng là la lớn như vậy à, thì lúc đó cái người này mới nói rằng á, là vì à, tôi hiểu rõ được cái quả báo à, trong lời Phật dạy à, cũng dường dân y cho Đức Phật à, cho nên mới quên mình đang ở chỗ tôn nghiêm như vậy à, xin ngài hãy tha tội à, thì nhà vua nghe như vậy đó mới thấy làm lạ nói tại sao là sao hiểu được quả phúc mà la hoảng như vậy à, La rằng ta thắng rồi, ta thắng rồi à, Là nghĩa là sao hãy nói cho ta nghe đi à, Thì anh chàng nhất khố này đó Mới thành thật mà thuộc lại hết những ý định của mình à, Là muốn cúng dường cái mảnh vải à, Che thân của mình và của vợ mình à, Lên cho Đức Phật Đó à đã thắng được cái ý chí thắng được cái tâm ích kỷ thắng được cái tâm à, lo sợ đó. thì à, ngay lúc đó đó nhà vua mới hiểu ra cái tình cảnh của hai vợ chồng nhất khố này đó rồi cuối cùng đó, mới thương tưởng mà cho ban phát quần áo và truyền à, à, quan thị vệ đó đưa hai vợ chồng này vào trong cung À, phong cho chức nội giám và cung nữ à, cho nên từ đó đó à, à, cái nghiệp à, nhất khốn như vậy là chấm dứt à, thì hết tuổi thọ à, rồi nhờ cái à, quả báo mà bố thí à, không có vị kỷ như vậy đó à, cũng như là nghe cái bài pháp của đức Phật à, vis sapphi như vậy đó thì hai vợ chồng đều san những cõi trời À, thì ở đây qua cái câu chuyện này chúng ta thấy đó ha ừ, có những cái câu chuyện rất là éo le mà nếu mà chúng ta không có à, bình tâm mà suy nghiệm lại đó à, có thể chúng ta nghĩ là không thể nào xảy ra à, và nhất là công câu chuyện của à, ngài ca diếp à, tiền thân của ngài và người vợ à, làm gì mà nghèo đến nỗi mà hai vợ chồng chỉ một cái vải để che thân thôi Đương nhiên chúng ta nhìn đó, trong cuộc đời bây giờ cũng vậy à, thì cũng có biết bao nhiêu người nghèo khổ à, miếng ăn cũng không có không quần áo cũng không có không? À, nhưng mà đối với ngài ha ngài Michaelchi trong đời tiền kiếp của ngài ngài được cái Phước báo là ngài và người vợ đó gặp được Đức Phật Visapi à, thì hiện ra đời nhờ đó mà ngài mới được nghe pháp à, mới được biết cái cách mà bố thí mới biết được cái phước báo mà bố thí cúng dường như vậy còn đối với những người nghèo khổ à, chung quanh chúng ta à, có thể là vì cái phước báo họ kém cổ ít ỏi và cộng thêm là họ cũng không có biết được Phật pháp để không có chuyển được à, cái khổ đau đó, à, cái khổ cực đó đó nên à, qua câu chuyện này tôi cũng à, à, liên tưởng đến à, à, trong cái quyển mà Thừa không đến trở về không hòa thượng tuyên hóa ngài có nói một cái câu chuyện á à, có một cái người à, ăn sinh à, đến gặp ngài đó à, thì mới hỏi tại sao mà à, con bị cái nghiệp gì mà lại bị à, nghiệp ăn sinh như vậy à, làm sao chuyển được cái nghiệp ăn sinh này thì ngài nói là rất là dễ dàng thì thôi À, ông nên tìm cách bố thí Cúng dường làm phước đi Thì mới chuyển được cái cái nghiệp này à, Rồi sau này đó Đối với Ngài Ca Diếp Sau khi mà Ngài chứng thanh quả La Hán rồi đó Ngài có cái hạnh Là Ngài đi khất thực từ những người nghèo đó. Còn Ngài Phú Lô Na Thì Ngài đi khất thực với những người giàu có Đối với Ngài Ca Diếp Lý do tại sao mà Ngài đi khất thực đối với những người nghèo đó, Ngài biết rằng á, những cái người nghèo khổ khi xưa à, vì họ gọi à, à, là có tính bỏng sẻn keo kiệt, không tính rộng lượng, à, bo bo giữ cho mình à, mà không có chia sẻ người khác, cho nên đời này họ mới à, bị cái nghiệp à, à, nghèo khổ như vậy. Nên khi mà họ, họ ngài đi khất thực, khất thực, khất hay xin cái nghèo của họ thì vì một vị nào Mà cúng dường cho những vị thánh A-La-Hán à Thì cái phước báo đó rất là nhiều Đã Nên để sau này chúng ta sẽ Học qua những câu chuyện Nghe qua những câu chuyện Mà có những bà lão Được Sự chấp nhận của Ngài Sau khi mà bà ta cúng dường Ngài món ăn đó Đã Sau khi chết Được sanh lên những cõi trời đó à, Cho nên Nên À, đối với uh, người phật tử tại gia như, như quý vị đó thì cái việc uh, uh, mà dễ làm nhất đó là bố thí cúng dường làm phước và đa số uh, hay gần như tất cả quý vị ở trong đây hay là đa số phật tử mình ở Mỹ hay tây phương uh, thì có lẽ là trong đời quá khứ mình đã biết uh, cúng dường làm phước uh, cho nên uh, cuộc sống vật chất của mình uh, tương đối nó không có uh, bị thiếu thốn hơn à, và cuộc sống vật chất đa phần là dư giả là do cái công đức phước báo của mình à, trong những tiền kiếp mình đã tạo đã à, làm ra chúng phải tự nhiên mà có à, thì trở lại đó trở lại câu chuyện à, tiền thân của ngài ca Diếp và người vợ của ngài là bà mỹ hạnh à, sau cái thời đó đó à, cái, à, thì cả hai ha? à, sau khi mà thọ hưởng những cái phước báo của những cõi trời xong à, rồi sanh trở lại cõi người thì làm vua và hoàng hậu à, cai trị một cái xứ sở vương quốc rất là sung túc rộng lớn à, và cả nhà vua văn hậu tức là tiền thân của ngài ca diếp và người vợ mình là bà mỹ hạnh á, à, đều có tâm lành thiện hết lòng thương dân chúng nên à, dân chúng ai cũng được an vui hạnh phúc và đặc biệt là cả nhà vua và hoàng hậu luôn lúc nào cũng tôn kính uh, những bậc sa uh, môn những đạo sĩ có đức hạnh uh, và luôn hỗ lòng uh, uh, ủng hộ uh, um, cho những các bậc uh, thánh nhân và uh, nhất là những cái vị bích chi phật hay là phật độc giác là những cái vị phật mà ra đời uh, không có bất cứ vị Phật nào thị hiện ha. Và à, trong một cái đời tiền kiếp khác, á, tiền thân của bà Mỹ hạnh à, làm mẹ của một thanh niên bà môn à, là học trò của tiền thân của Đức Phật á. À, và người thanh niên này đó à, à, rất là đẹp trai hiền lành à, và lúc nào cũng muốn nuôi cái hạnh xuất gia. À, còn tiền thân của ngài Ca Diếp cũng là cha của vị này à, à, và à, người cha người mẹ cũng muốn con cái mình à, hưởng thụ cuộc sống à, ở ngoài đời à, nhưng mà người con tức là tiền thân của ngài a nan đó à, cũng muốn làm người à, à, xuất gia à, nhưng mà cuối cùng à, do cái tâm thành của người con cho nên à, cha mẹ à, của người thanh niên này tức là cha mẹ là tiền thân của ngài ca diếp và bà à, mỹ hạnh á à, còn người con tức là tiền thân cũng là ngài a nan đó rồi cuối cùng à, à, cho à, người con mình đi xuất gia đó. và à, cũng trong một cái đời tiền kiếp á à, tiền thân của ngài ca diếp và người vợ của mình là bà mỹ hạnh à, cũng sinh làm đôi vợ chồng À, có tất cả bốn người con, à, bốn người con sau này đó chính là à, Đức Phật, ha. À, A Nậu Lô Đà, à, xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đó là tiền thân của những vị đó. Chúng ta hiện giờ nên chúng ta thấy đó à, có duyên với Đức Phật à, không phải chiên hiện đời mà thôi. À, như các vị thánh A La Hán, đệ tử của Đức Phật đó, là trong biết bao nhiêu đời tiền kiếp à, các ngài đã từng có duyên lành với Đức Phật. Ở khi làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, anh chị em, vợ chồng vân vân. Thì trong một cái đời tiền kiếp á, hai vợ chồng của ngài Ca Diếp và bà Mỹ Hạnh là cha mẹ à, của thiền thân của Đức Phật, à, của ngài A Đô Đà, của ngài Xá Lợi Phất, ngài Cường Liên à, và tất cả bốn người con cũng đều muốn xuất gia. À, à, và mới đầu thì cha mẹ cản ngăn không có cho nhưng mà sau này vì họ quá thành tâm cho nên cha mẹ đều cho xuất gia à, và trong một cái đời tiền kiếp khác á, cả ngài ca diếp và bà mỹ hạnh đều đầu thai vào à, bụng của hai thiếu nữ à, bà la môn à, đứng đầu hai ngôi làng à, và hai người chồng làm xã trưởng của hai thiếu phụ này đó vốn là đôi bạn thân cho nên mới hứa với nhau nếu mà hai đứa bé sinh ra một trai một gái đó thì họ sẽ làm suy gia với nhau đó. À, nhưng mà thực sự khi mà hai vị này sinh ra thì có đứa trai đứa gái nhưng mà vì cái nguyện của hai vị này à, cũng muốn xuất gia chứ không có muốn sống như vợ chồng bình thường à, mà sau này cũng à, sinh được xuất gia À, và theo kinh điển bắc tông á, à, có ghi lại một trong cái đời tiền kiếp à, của ngài ca diếp và người vợ của mình là bà mỹ hạnh á, à, là ngài ca diếp là người thợ bạc á, à, à, là ngài à, thấy một cái tượng phật hư à, à, bể cho nên ngài đắp lại rồi ngài à, sơn phết bằng vàng lại thì lúc đó đó à, à, tiền thân của bà mỹ hạnh tức là vợ của ngài ca diếp á thì thấy à, ngài ca diếp làm vậy đó à, mới cúng dường vàng để cho cái người à, thợ bạc đó, đó sơn phết vàng lên tượng phật à, và cả hai pháp quyền á à, là vợ chồng với nhau cho nên à, nhờ cái công đức phước báo đó đó mà sanh linh cõi trời à, rồi cuối cùng trong cái đời này đó sân xuống của người đó à, à, là cả hai đều có thân tướng sắc vàng ở chỗ đó à, nên chúng ta thấy à, là khi mình bố thí cúng dường làm phước nhất là sơn phết tượng Phật à, vân vân rồi công đức phước báo rất là lớn à, thì à, có nhiều người hỏi tại sao tại sao mà mà sơn phết tượng Phật à, sơn tích phụ tượng Bồ Tát chư thánh có công đức phước báo vì khi mà mình sơn phết mình đắp Tượng Phật Tượng Bồ Tát Với cái sự trang nghiêm đó Biết bao nhiêu người Họ đánh lễ Họ cung kính Qua cái hình tượng từ bi Hình tượng hỷ xã đó Nên à, ngay cả Chùa à, Phật Tâm Ở bên New Jersey đó Hiện giờ thì Thực sự cũng chưa có một cái Ngôi chùa đàng hoàng Nhưng mà có cái tượng à, Quán âm ha, Lộ thiên đó thì người trong vùng mà đa số đi ngang qua có những người họ không có bước vào cái ngôi chùa thì bây giờ chỉ là cái cái căn nhà nhỏ thôi mà đa phần họ đi ngang qua họ chấp tay hồi xá họ cầu nguyện vân vân với cái tâm thành và cũng nhờ đó biết bao nhiêu người cũng chuyển được cái tâm à, của họ ha, chuyển những cái tâm xấu thành những tâm lành thiện vân vân nên á, cái việc mà xây chùa những vị mà À, đắp tô hình tượng Phật vân vân công đức phước báo rất là lớn ở chỗ đó người, là những bất cứ ai mà thấy ha, à, cái hình tượng của chư Phật, người chư Bồ Tát um, với cái sự trang nghiêm thanh tịnh đó, mà phát tâm à, và à, tính kính á, thì kiến được ngay lúc đó cái tâm họ phiền não, tâm họ vọng động hay họ có làm những cái chuyện xấu vân vân. Thì tự nhiên tâm họ được thanh tịnh trở lại, tâm họ được an lạc trở lại. À, nên đó là cái công đức phước báo à, do những cái người mà xây đắp tượng Phật, à, xây đắp tượng Quan Âm và ngay cả xây cất chùa chiền ha Và dạ, thôi à, cũng hết giờ, chúng tôi xin tạm dừng ở đây. À, rồi để kỳ sau ha, chúng tôi sẽ à, trình bày tiếp à, về câu chuyện tiền thân à, của ngài Ca Diếp cũng như là người vợ của mình. À, cũng như hành trạng của ngài Ca Diếp à, là vị được tương xứng làm vị tăng thống đầu tiên à, trong tăng đoàn à, Phật giáo Tuy rằng Đức Phật ngài không có nơi à, chuẩn y ha bất cứ ai làm tăng thống nhưng mà vì Đức hạnh của ngài à, vì công đức của ngài cho nên tất cả à, chư thánh tăng À, thời Đức Phật còn tại thế đều cung kính à, ngài như vị mà thay thế Đức Phật để mà hướng dẫn à, Phật tử xuất gia và tại gia à, tu tập tiếp theo những lời Phật dạy ha. và thôi cũng hết giờ rồi chúng tôi xin tạm dừng ở đây rồi kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ. Yeah. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.